Xin chào anh em nhé. Và sau đây em sẽ làm một đoạn nhạc thử cái tiếng bát của cặp loa này anh em nhé. Vì cái dòng này ấy, đặc trưng của nó ấy, là bát của nó rất là mạnh. Phù hợp anh em chơi Vinahouse rồi là DJ ok luôn. Và anh em chơi nhạc acoustic cũng rất là hay luôn anh em nhé. Vì cái dòng chép dom này thì chép dom lụa này nó tiếng rất là mịn và hay. Đấy, cho nên là anh em có thể chơi cặp loa này với đa thể loại nhạc. Siêu đẹp anh em nhé. Thùng của nó là thùng bằng gỗ sồi anh em nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Anh em xem bát của anh. Bát đánh giá màn luôn. Đấy, cặp loa đẹp nha anh. Anh em xem cặp loa siêu đẹp luôn. Bát nó đánh thì miếng chê luôn. Cái dòng này anh em chơi DJ hoặc là chơi phòng nhỏ và chơi hay nghe nhạc DJ hoặc là anh em hay chơi nhạc DJ hoặc là Vinahouse các kiểu rồi là nhạc mà thiên về tiếng bass thì cặp loa này cực kỳ đỉnh luôn. Loa rất là đẹp. Và cái cặp loa này thì em đang bán với giá công khai là 12.800.000 anh em nhé. Và âm ly Lukman này thì em bán với giá 6.800.000. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại 0974 086 286. Xin cảm ơn tất cả anh em nhé.